cùng với các khách sạn phát triển những cái sản phẩm có chức năng tương đương với những cái sản phẩm hàng đầu của nước ngoài, và giá thành thì cho đến bây giờ là được các khách sạn ở Việt Nam chấp nhận. Sau khi thành công ở các khách sạn lớn và có uy tín thì chúng tôi cũng cảm thấy là cần phải quan tâm đến các khách sạn ở cái mức độ đầu tư thấp hơn. Nếu như quý vị cần các cái sản phẩm cho các hệ thống lớn thì chúng tôi có thể kết hợp cùng với IBM để giới thiệu được quý vị một cái giải pháp tổng thể. Còn nếu như quý vị cảm thấy là đầu tư nó ở mức độ từng bước một thì các quý vị sẽ quan tâm sản phẩm trên Hải Long. Cái sản phẩm đầu tiên là cái sản phẩm IONEL ON HUBIT, có nghĩa là dành cho những cái chuỗi khách sạn 4 và 5 sao. Những cái chuỗi khách sạn mà có những cái số lượng phòng là tương đối lớn, cái quy trình quản lý của mình là theo chuẩn quốc tế. Cái sản phẩm thứ hai là cái sản phẩm mà dành cho những chuỗi khách sạn dưới 3 sao, ta triển khai on cloud, cover tất cả các quy trình nghiệp vụ. Để trang bị một cái hạ tầng lưu trữ thông tin của khách hàng thì có rất là nhiều cái điểm mà các anh chị cần quan tâm. Lưu dữ liệu ở vùng nhanh, vùng chậm và những cái vùng có cần cấp độ. Cái số cơ sở lưu trú tăng lên khoảng hơn ít thì cái số cơ sở từ 3 đến 5 sao, tức là chất lượng cao thì lại còn tăng lên nhanh hơn. Và kiến thức về ứng dụng khoa học công nghệ mạnh hơn cho các khối nhân viên của doanh nghiệp. Khi mà đặt cái database khách sạn trên cái cơ sở dữ liệu của bên FPT thì bọn em đều có những cái certificate của quốc tế. Khi mà cloud của FPT phát triển cái này thì nó sẽ hơi khác so với lại một số cái đơn vị khác. Và software as a service là toàn bộ từ platform cho tới ngôn ngữ thiết kế toàn bộ là do FPT máy bay gì hết. Cái đánh giá của anh về để về hai năm thì cần phải sẽ như thế nào? Nếu mà tự tin là từ khoảng 80-90% của người ta thì em rất là tự tin về cái sản phẩm IONEL. Cái mảng kinh doanh khách sạn của người anh thì phù hợp với cái on premise mà anh quan tâm, chắc chắn là phù hợp với cái mô hình của anh. Anh sẽ mời bên FPT sang để present chi tiết hơn cho team của bên anh để trước khi anh đưa ra quyết định. Cái là có đảm bảo được cái quy trình vận hành của bên anh hay không, tức là tương tác với các phần mềm quốc tế khác để mang lại được cái lợi ích nhiều nhất cho doanh nghiệp. Và cái tiêu chí thứ hai đương nhiên lúc nào là giá cả. Sản phẩm này thì mình cũng đã triển khai được trong một số khách sạn. Nếu mà xét về cái mặt chức năng của phần mềm ấy, thì khách hàng, cái sự phản hồi của khách hàng về cái sản phẩm của mình thì đa số là tốt, vì là mình chức năng của mình thì tương tự như những cái phần mềm quốc tế nên là nó cover được hầu như hoàn toàn các cái quy trình của khách hàng. Mong ước của mình bây giờ trong giai đoạn là mình có thể xâm nhập vào thị trường và mình có thể có cái thị phần riêng của mình. Mình có thể có nhiều khách hàng hơn, để từ đó thì mình sẽ nâng cao cái chất lượng sản phẩm cũng như là cái thị phần của mình trong cái ngành mà phần mềm của những khách sạn. Cái cloud khi mà nó release, khi mà nó hoàn thành xong, nó sẽ là một cái cú hích, một cái động lực để cho cái sản phẩm, giải pháp IoT nói chung của mình nó sẽ có những cái bước nhảy vọt.